người đến với buổi nhận định thị trường của VNDirect ngày 23 tháng 11. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bùi Lê Văn, là trưởng phòng quản lý tài sản ở Hồ Chí Minh. Hôm nay thì bình thường là sẽ có hai bạn, thì hôm nay thì có một mình thôi, hỗ trợ chia sẻ mọi người trong ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin chia sẻ của mình sẽ hữu ích và giúp được cho mọi người trong quá trình là giao dịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư thị trường. Ok, mình xin phép bắt đầu. Thì mình sẽ điểm qua về sơ bộ về thị trường trước và có những cái cơ hội gì, những biến động gì trong phiên của thị trường để cùng chia sẻ và trao đổi với mọi người. Ví dụ các bạn theo dõi thì thường mọi người sẽ hay theo dõi qua dashboard của fan, thì có một số cái thống kê cơ bản như sau. Về thị trường thì các bạn theo dõi cái phần đồ thị trong phim là các bạn thấy là hầu như là buổi sáng thì quá trình test rũ nó còn xảy ra, tức là index trong ngày hôm nay thì nửa đầu phiên buổi sáng cho đến 10 rưỡi thì index thực ra vẫn còn đang giảm, nhưng mà quá trình tăng bắt đầu xuất hiện. Và đến buổi chiều thì thường thường sau 1 giờ chiều là bắt đầu hay có tình trạng là giảm xuống, là ép trở lại, nhưng mà sau đó thì động lực vẫn tiếp tục tăng lên. Thì đặt ra câu hỏi là cái động lực mà thúc đẩy tăng giá index nó đến từ đâu? Thì các bạn ngó xuống gì đây, các bạn ngó xuống quá trình ở dưới đây thì các bạn thấy là VN30 thì vẫn tăng 1%, VN-Index tăng 1.13%, tức là không chỉ đơn thuần là VN30, không chỉ đơn thuần là VN30. Thì bắt đầu mình coi các tác động của nhóm cổ phiếu lớn ảnh hưởng đến index nó như thế nào. Trong quan sát của thị trường thì thấy là có 47 cổ phiếu không đổi, số lượng cổ phiếu tăng chiếm rất cao, là chiếm 57.57%, là chiếm 289 cổ phiếu, và cổ phiếu giảm 166. Thì tính theo như vậy á, đối với những cổ phiếu tăng thì cái lượng tiền nó là tiền tăng, thì nó chiếm là lượng tăng khoảng 15.783 tỷ, so với sánh với lượng giảm là chiếm có 7.762 tỷ thôi, thì cái lập dòng tiền dương này khoảng là 8.000 tỷ. Ngược lại thì những số lượng của cổ phiếu không đổi thì chiếm khoảng 620 tỷ. Đó, thì đa số là đều tăng điểm. Và bắt đầu các bạn coi là những cổ phiếu mà giúp cho chỉ số index tăng 1% thì nó có Masan, GVR, VHM, Novaland, Gas, Hòa Phát, SI, MKG. Ở chiều ngược lại thì có một số cổ phiếu giảm, nhưng mà bắt đầu là mọi người để ý kỹ nè, dần dần đó là những cổ phiếu lớn, những cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu xuất hiện trở lại. Ví dụ như Hòa Phát nè, sắt thép nè, chứng khoán nè. Sắt thép và chứng khoán hôm nay có ngân hàng không? Hôm nay trong nhóm tăng vốn hóa lớn không có cổ phiếu ngân hàng. Đây là cái điều mà mọi người cần phải lưu ý. Tí nữa thì mình sẽ đi làm rõ vấn đề hơn. Và trong nhóm giảm là các bạn thấy đầu tiên BIDV giảm, VB giảm, CTG giảm, Techcombank giảm, MBB giảm, 5 cổ phiếu ngân hàng đúng không? Rồi thêm một số cổ phiếu nữa, ví dụ cặp VGC, GETS là hôm nay giảm khá mạnh, cũng tác động đến thị trường. Và cuối cùng là cổ phiếu bất động sản là DIG. Thì đó là một số, khi mà nhìn như vậy thì mọi người sẽ mường tượng được nhóm ngành nó cũng ảnh hưởng. Bắt đầu mình qua mình coi đến là tự doanh thì họ đang như thế nào. Ai tự doanh thì họ đang như thế nào? Thì ở đây thì tự doanh thì các bạn ở nước ngoài đi, giờ nước ngoài thì bạn thấy hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu mua ròng trở lại. Hôm nay mua ròng trở lại thì sau gì? Nhiều ngày trước là bán ròng mạnh. Các bạn thấy những lúc mà thị trường trên đỉnh đó, là nước ngoài bán ròng đúng không? 212 tỷ nè, 473 tỷ nè. Hôm nay là ngày review, ngày đáo hạn phái sinh nè, xong đến ngày 19 tháng 11 bán tiếp 800 tỷ. Nhưng mà quay lại đầu tuần thì thứ hai bắt đầu mua ròng 500 tỷ. Hôm nay mua ròng khoảng 226 tỷ. Đó, thì khi mà nhìn như vậy xong thì mọi người thấy là sao nước ngoài trading tốt quá nhỉ? Đó, thì mình sẽ đặt lại câu hỏi sao nước ngoài trading tốt quá nhỉ? Rồi tiếp tục là trong nhóm mua ròng thì là Vinhome là mua nhiều, Masan mua nhiều. Rồi quỹ về chỉ số nhóm ngân hàng. SS AM, VN-Finlist, rồi một số cổ phiếu khác. Thì đây là một cái thống kê, ví dụ quay ra tự doanh thì mọi người thấy là hôm 18 tháng 11 là ngày mà đáo hạn phái sinh thì tự doanh cũng bán ròng khoảng 873 tỷ. Nhưng mà đến ngày
19 tháng 11 khi mà tiêu dùng giảm thì tự doanh bắt đầu mua vào. Hôm 22 thì lại không mua nữa. Hôm nay thì chưa có số liệu. Đây là một số cái thống kê cơ bản về thị trường. Thì qua cái việc thống kê cơ bản này á, thì mọi người dần dần mọi người thấy là riêng cái phần biến động này, các bạn sẽ biết được ở thị trường là do cái nhóm nào tăng rồi. Và thật sự là khi mà nhìn vào đây thì mọi người thấy là dòng tiền bắt đầu mọi người biết luôn là nhóm nào tăng liền. Chút xíu nữa mấy khung này sau. Thì bây giờ mình sẽ đi qua điểm tin một số cái tin tức mà con nó có ảnh hưởng đến thị trường hay không. Ví dụ như là có rất nhiều thông tin về về doanh nghiệp nè, KBC nè, chào màu cổ phiếu đầu tư công nè, rồi MVKG là có thông tin về việc là kết quả kinh doanh tháng 10 là đạt kỷ lục đó, nên nó thúc đẩy cái đà tăng giá của MVKG tiếp tiếp tục. Rồi một số nhóm ngành ví dụ nhập vi Việt Nam là nhập siêu 370 triệu USD trong nửa đầu tháng đó. Cái này là cái những dấu hiệu mà khi mình giao dịch đó, khi mình đầu tư đó, thì cái quan trọng nhất là những chuyển động vĩ mô nó giúp cho mình tìm kiếm được cái gì, tìm kiếm được những cái xu thế lớn để mình đi đầu tư. Thì đây bắt đầu quay lại thị trường thì mình sẽ làm một cái quest đơn giản để mọi người đánh giá được nhanh luôn là thị trường nó đang như thế nào. Đây là nhóm mà thị cao. Thực ra là các bạn có một cách là các bạn cách là phân tích theo nhóm ngành và hoặc theo vốn hóa. Thì khi mà theo vốn hóa thì các bạn thấy một điều rất đơn giản là trong những ngày qua trong T cộng 3, T cộng 4, ví dụ đây là hôm nay thì small cap tăng mạnh nhất đúng không? 1.64% thì các bạn quay là T cộng 3 nè, T1, T2, T3, T trở lại T cộng 3 thì các bạn thấy từ vùng đỉnh đến giờ small cap giảm 4.24%, 4.24%. Còn khi mà từ VN-Index thì sao? VN-Index thì giảm chỉ có 0.14% thôi. Các bạn qua đây các bạn thấy là 0.14% từ đây giảm xuống đây. Đó, 0.14%. Rồi nhóm sao? Rồi với nhóm mid-cap thì sao? Đặc biệt là mọi người phải coi nhóm mid-cap là giảm 2.92%. 2.92%. Rồi đến nhóm mà trong giai đoạn vừa qua trong xuyên suốt quá trình mà gọi là đổ máu của thị trường xảy ra thì lại không gì, không bị ảnh hưởng gì, là VN30 là T cộng 2, T cộng 3, T cộng 4 vẫn đang xanh, hầu như chỉ xanh thôi. Thì nó dẫn đến là đây những ai mà trong từ thứ sáu, từ thứ năm, thứ sáu, rồi thứ hai, thứ ba giữ thì đang lời hết, đều đang ở vị thế ok hết, đang có lời. Quan sát như vậy xong bắt đầu là mình đi qua mình coi nhóm ngành. Nhóm ngành thì đây thì mình sẽ đi coi nhóm ngành nó đang như thế nào. Nhóm ngành, coi nhóm ngành thì lại thấy một hiện tượng nữa. Hiện tượng nữa là nếu như mình xem T cộng 3 đi, T cộng 3 những cái cổ phiếu nào biến động nhiều nhất, tức là T cộng 3 là tính từ 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 đỉnh là thứ năm cho đến bây giờ. Đây các bạn thấy T cộng 3 này, này T cộng 3 này, này T0 là T1 là T2 T3 này, từ thứ ngày 18 tháng 11 từ đã học phát sinh cho đến bây giờ. Thì bạn thấy vấn đề này, năng lượng giảm mạnh nhất, năng lượng là nhóm gì? Nhóm dầu khí. Năng lượng giảm nhiều hơn, giảm mạnh nhất, rất mạnh đúng không? Giảm một phát về MA trung hạn luôn, từ vùng band trên mà về MA trung hạn luôn. Rồi đến nhóm gì? Nhóm ngành công nghiệp, công nghiệp liên quan đến xây dựng, liên quan đến xây dựng. Các bạn muốn rõ hơn các bạn vô đây nè, các bạn vô đây nè, các bạn tắt ra công nghiệp nè, công nghiệp thì nó tắt ra nè, vật liệu xây dựng kho bãi nè, đó vận tải nè, đó thì nó có liên quan đến xây dựng và vật liệu xây dựng nè. Ở đây thì trên chỉ số này là nó phản ánh là chỉ số là nhóm ngành xây dựng và kho bãi. Thì xây dựng thì các bạn thấy là cái chart này quen quen mà, chart này của Đạt Phương nè, Đạt Phương nè, CI nè, đó là những doanh nghiệp hàng đầu về nhóm xây dựng đó. Rồi cái gì Hòa Bình nè, đó là những cái doanh nghiệp về xây dựng. Thì các bạn thấy đây là nó sụt giảm rất nhanh. Rồi đến nhóm là này là liên quan đến khí ga nè, cổ phiếu ga nè, gas nè, gas là mọi người thấy là gas sụp một phát một nè. Đó thì khi mà theo dõi nhóm ngành như vậy á, thì các bạn bắt đầu có các bạn quan tâm gì? Vậy trong 3 ngày vừa qua đâu là leader của ngành? Trong 3 ngày vừa qua thì leader của ngành á, là nhóm ngân hàng.
nhóm ngân hàng, và khi mà mình show ra nhóm ngân hàng thì các bạn thấy là hôm nay những cổ phiếu mà tác động đến chỉ số của nhóm của thị trường, giúp thị trường tăng lên 1% á, lại không có cổ phiếu ngân hàng mà toàn các cổ phiếu ngân hàng tác động theo đà giảm. Thì đây, khi mà theo hệ thống mà giao dịch thì các bạn thấy là ngân hàng, chỉ số của ngân hàng là VN-Fin đó đã vượt đỉnh khoảng tháng 8, đã vượt đỉnh tháng 8, thanh khoản vô cao, rất cao, nhưng về mặt công thức là dòng tiền đang ra chứ không không chưa thấy dòng tiền đang vào, tức là cái lực đẩy của nó không được sự mạnh mẽ, lực đẩy của nó không được sự mạnh mẽ. Và dẫn đến là ví dụ các bạn quan sát nhóm ngành của ngân hàng hôm nay thì các bạn bạn thấy luôn là ngân hàng, rồi mình bật cái diễn biến của nhóm ngành ngân hàng trong ngày hôm nay thì bạn thấy luôn là hầu như là ngày hôm nay nó chỉ còn duy nhất gì những cổ phiếu thanh khoản cao nhất nha, những cổ phiếu thanh khoản cao nhất như TCB này, đồ thị cũ mình vẫn có để đấy, chạm vùng cản là quay đầu nữa này. Chạm cản quay đầu nữa và dòng tiền hầu như bán ra. Nên nếu như các bạn mà giao dịch đó, nếu như các anh chị và các bạn thực sự là có kỹ năng giao dịch tốt đó, các bạn sẽ, và chỉ là thuần túy là thị trường nói gì và duyệt theo như vậy, thì các bạn sẽ thấy rất rõ là đây là vùng cản kháng cự của TCB. Và nếu các bạn action theo như vậy thì giao dịch vừa qua thì cũng giao dịch được mấy vòng. Rồi đến Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank lại là một câu chuyện khác. Tiên Phong Bank là cổ phiếu gì? Hình thành xu hướng. Tiên Phong Bank mình nói rất nhiều lần về mặt dài hạn nhé. Về mặt dài hạn, đây là cổ phiếu đang có xu hướng tăng tốt nhất của nhóm ngân hàng. Vậy các bạn cần chỉ cần là biết cách so sánh, biết cách nhận diện cái trạng thái xu hướng giá của cổ phiếu thuộc cùng nhóm ngành. Thì tùy từng chuyển động, tùy từng cái thời điểm mà gọi là gì, nhóm ngành này nó biến động mạnh. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy là nó có giai đoạn là nhóm phim. Đây. Ngân hàng. Thì khi mà so sánh với chỉ số này, bất kỳ khi nào mà chỉ số này nó biến động mạnh, nó biến động mạnh thì cái thằng tăng mạnh nhất sẽ là thằng gì, thằng đang có xuống tăng. Ví dụ qua đây các bạn thấy là Tiên Phong Bank đúng không? Tiên Phong, các bạn quay trở lại đây, các bạn thấy là cái giai đoạn mà xem đây, mình so sánh với giai đoạn là VN-Fin đi để cho các bạn tìm ra các cơ hội giao dịch thôi chứ không gì. Nào, ví dụ đây là giai đoạn mà đây ngân hàng tăng đúng không? Cổ phiếu ngân hàng tăng nè, đây cũng tăng nhưng mà cổ phiếu ngân hàng sideways nè, cổ phiếu này tăng rồi, đến bây giờ cổ phiếu này bắt đầu nhóm ngân hàng tăng nè, nhóm ngân hàng tăng nè, đó thì đây cũng tăng, hồi phục lại trở lại, đây tăng. Thế nên là cổ phiếu này, đây là cách để mình xác định gì, để mình xác định nhóm, để xác định cổ phiếu mạnh nhất trong ngành đó, thì nó muốn chia sẻ với mọi người. Thì đây thì thêm nữa là trong ngày hôm nay thì mọi người thấy cái biến động giao dịch hầu như là những cổ phiếu mà thanh khoản cao ngoại trừ TC Tiên Phong Bank nha, hầu như đều giảm ấy. Hầu như đều giảm. Vậy những cổ phiếu tăng thì sao? Ví dụ MSB, những cổ phiếu tăng nha, bắt đầu MSB duy trì là tăng khi các bạn nhìn, chúng các bạn thấy là trạng thái xu hướng mạnh hơn so với chỉ số chung này, tức là gì? Trạng thái nó vượt đỉnh, trạng thái hình thành xu hướng rồi, còn nhóm này chưa vượt, chưa hình thành xu hướng. Rồi ví dụ ở dưới đây là OCB cũng đang xu hướng tăng rất rõ ràng đúng không? OCB rất đang xu hướng tăng, thì cái những cổ phiếu này khi mà chỉ số nó điều chỉnh hoặc là chỉ số nó tạo tín hiệu thì những cổ phiếu này nó sẽ tăng sớm hơn, nó sẽ tăng sớm hơn. Và đây là những cái ví dụ mà mình đã từng chia sẻ với mọi người trong những buổi livestream trước của mình, đó là cách để mọi người dần dần là mọi người thiết lập ra những cách phân tích kế hoạch giao dịch để mình có thể là trong quá trình giao dịch mình chủ động, mình hành động để mình kiếm ra những cơ hội giao dịch cho mình. Đặc biệt là trong khoảng một tuần qua thì những biến động thị trường rất là xấu, những biến động thị trường rất là xấu và nhóm ngành ngân hàng thì nó tăng rất là mạnh mẽ. Ví dụ như TCB, Tiên Phong Bank thì tăng khoảng 13% trong vòng 3-4 ngày qua. Có những cổ phiếu tăng rất mạnh nha, là Tiên Phong Bank là HD Bank nè, HD Bank này cũng tăng rất mạnh trong thời gian qua nè, HD Bank nè, rồi BV Bank nè, tăng từ đáy bật lên nè, đó hình thành xu hướng nè. Hoặc là những cổ phiếu nhỏ, một số cổ phiếu nhỏ như VB nè, VB Bank nè, rồi VIB Bank nè, đó là những cổ phiếu mà giai đoạn vừa qua đang bật lên rất là tốt, thì hoàn toàn là mọi người có thể là vẫn follow nhóm này,
Tức là mình có chia sẻ là thực sự là có nên follow nhóm ngân hàng hay không, mình nghĩ là vẫn nên follow và có thể giao dịch tỷ trọng một phần để xác định các cơ hội giao dịch ở nhóm này có hay không. Tại vì đây ít ra có một số cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường, mạnh nhất của nhóm ngân hàng đang hình thành xu hướng. Các bạn nên bỏ những cổ phiếu ở dưới cùng đi, những cổ phiếu các bạn chỉ cần làm một cái đơn giản là trong 3 phiên vừa qua, trong 3 phiên 4 phiên vừa qua những cổ phiếu nào tăng mạnh nhất của nhóm ngân hàng. Đó là đối tượng các bạn sẽ lưu ý. Vậy dẫn đến là sắp tới các bạn khi mình trả lời giải đáp cho mọi người thì mọi người cũng hiểu được rằng là có những cổ phiếu mình sẽ nói ok, đây là cơ hội giao dịch. Có một phiếu thực sự là không phải là cơ hội giao dịch. Thì các bạn chỉ cần một điểm móc gì, các bạn xác định được điểm móc sau các bạn so sánh là mức độ tăng giá thì các bạn sẽ ra được là trạng thái cổ phiếu nó đang như thế nào. Đó là nhóm ngành ngân hàng. Rồi, trong ngày hôm nay thì nó còn, trong thời gian qua thì nó còn cái gì nữa? Ví dụ ngày hôm nay nè. Trong 3 ngày qua thì có nhóm consumer. Nhóm gọi là nhóm bán lẻ đi. Đây là nhóm bán lẻ. Đây là nhóm ngành bán lẻ. Đây là nhóm ngành bán lẻ. Thì khi mà kiểm tra những cổ phiếu này thì các bạn thấy rõ là gì? Có những cổ phiếu như là một vài cổ phiếu nên mình không cần là phải để nhiều với đi Digiworld. Digiworld thì cái câu chuyện là mình có chia sẻ với mọi người là Digiworld câu chuyện là tập trung vào đà tăng trưởng. Đà tăng trưởng càng mạnh thì Digiworld sẽ càng thúc đẩy tăng giá. Nhưng mà nếu đà tăng trưởng bị nghi ngờ thì giá của nó sẽ giảm rất mạnh. Đó là câu chuyện đơn giản nhất khi các bạn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng. Digiworld nè, MWG. Rồi MWG mình vừa chia sẻ với mọi người là trong tháng 10 vừa qua thì lợi nhuận đạt kỷ lục đúng không? Nó đến từ lợi thế thứ nhất là lợi thế về việc là đây là doanh nghiệp có thể là đầu tư tài chính với chi phí vốn rất thấp. Thứ hai là việc mở cửa trở lại thì nhu cầu từ điện máy xanh và thay động rất là nhiều, cửa hàng thay động rất nhiều. Còn bách hóa xanh thì tất nhiên là trong giai đoạn trở lại khi thói quen đi chợ truyền thống của người dân sẽ quay trở lại thì tất nhiên là bách hóa xanh nó mới sụt giảm doanh thu. Nhưng mà có một khi của MWG là cửa hàng Tokyo, cửa hàng chuyên độc quyền cho Apple thì nó cũng là thúc đẩy, nó vẫn thúc đẩy. Thì khi mà như vậy thì các bạn thấy là đầu tư về trung hạn, về dài hạn, về cái gì đó tích sản cổ phiếu MWG hoàn toàn nó thích hợp. Tất nhiên là nó có một số drama thời gian vừa qua nhưng mà mình đang nói câu chuyện về đầu tư tiền là giữa công việc lý trí chứ không liên quan đến công việc cảm xúc, nên là MWG vẫn duy trì đà tăng. Và rất nhiều công ty khoán ví dụ như là đây các bạn lên đây xong các bạn bấm MWG thì các bạn sẽ ra được cái gì, ra được rất nhiều khuyến nghị của công ty chứng khoán hay gì đó. Các công ty chứng khoán sẽ có các khuyến nghị đối với MWG đâu nè. Quan điểm các công ty chứng khoán các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đây nhé. Quan điểm là ngày 18 tháng 11 là HSC khuyến nghị mua là định giá 138 nè, ngày 6 tháng 11 HSC khuyến nghị mua nè, ngày 1 tháng 11 là Credit Suisse khuyến nghị mua nè, ngày 29 tháng 10 là HSC quyết định mua nè, 29 tháng 10 Visa quyết định mua nè. Giá mục tiêu trung bình là 141.68. Đây cái bảng của VND hoàn toàn các bạn có thể dashboard của VND nó giúp cho bạn xác định được ở cái trạng thái cơ bản của doanh nghiệp. Thì quay lại 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 đây cổ phiếu thì bạn cũng lên 143 rồi. Cũng khá phê rồi đúng không? Đó thì đó là một cái hay. Ngoài ra thì một cổ phiếu khác là FRT thì các bạn thấy là trong xuyên suốt giai đoạn vừa qua thì những nhóm ngành ví dụ như bán lẻ khi mà nền kinh tế hồi phục trở lại sau Covid thì nhóm ngành này vẫn duy trì xuống lên, vẫn duy trì xuống lên và là cơ hội mở ra. BES thì bị suy yếu, BES thì là cổ phiếu rẻ trong ngành, cổ phiếu rẻ trong ngành thì hoàn toàn là cái vùng vùng giá đây hoàn toàn nó sẽ khớp với vùng giá đây, nên các bạn cứ follow và follow kỹ, biết đâu là đây sẽ mở ra những cơ hội khác cho mình trong quá trình mà điều chỉnh để thành công thì ok mình sẽ mở ra vị thế giao dịch đối với BES được. Đó là nhóm ngành thứ hai sau khi mình kiểm tra về việc là bật lên từ vùng đáy, bật lên trong vòng 3 ngày vừa qua. Các bạn chỉ cần làm một số cái thủ thuật đơn giản thôi. Ngành này thì cái chạm này là Masan rồi, bán lẻ không phải ngành 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 liên quan đến lương thực phẩm thì đây là Masan rồi. Masan thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phiên ngày hôm nay tăng khoảng 4.4% đối với Masan. Đó thì mình có chia sẻ là Masan thì giai đoạn tăng mạnh nhất của Masan là dưới đây, còn tại giai đoạn đây nó toàn là duy trì sideways up thôi nào. Nó giống như vậy nè,
đi nghe nghe và nó tiếp cận những cái band trên, nó lại quay đầu một phiên tăng hai phiên tăng lại quay đầu giảm, một phiên tăng hai phiên tăng quay đầu giảm, nên mình cũng chưa rõ nha, nên mình thật sự là chưa rõ cái đà này nó có mạnh hay không. Tại vì mặt dòng tiền á, thì nó vẫn đang ra và thanh khoản ở mức đều chứ không phải là thanh khoản mạnh mẽ như là cái đoạn trước khi mà đang tăng rồi, mọi người thấy thanh khoản vào rất là tốt đó, thì đó là Masan. Còn vậy các nhóm ngành khác thì sao, nhóm ngành mà người quan tâm ví dụ như là bất động sản, ví dụ như là trước khi nói bất động sản thì mình nói về sắt thép, chắc chắn các bạn có một số bạn sẽ hỏi về sắt thép thì mình nói là sắt thép đây, đây là đồ thị của nhóm ngành vật liệu xây dựng, đơn giản là đồ thị của Hòa Phát, đơn giản đây là đồ thị của Hòa Phát. Thì nếu như phân tích Hòa Phát, phân tích Hòa Phát, còn đây là phân tích đối với trạng thái của nhóm chỉ số nhóm ngành, thì các bạn thấy là nó gãy trend từ ngày 17 tháng 11 rồi, 17 tháng 11. Và về nguyên tắc á, những anh chị nào mà có học cơ bản về phân tích kỹ thuật không, các bạn sẽ biết là gãy trend từ ngày 16 đến 17 tháng 11 là action phù hợp nhất của bạn là phải bán. Action phù hợp nhất của bạn là phải canh bán để thoát ra trước khi độ dốc mạnh xuất hiện. Thì Hòa Phát thì sao? Hòa Phát cũng y chang vậy. Hòa Phát nó xuất hiện từ ngày nào? Hòa Phát xuất hiện từ ngày 15 cơ. Hòa Phát xuất hiện sớm hơn, xuất hiện sớm hơn, và lúc đó là lúc mình phải nên thoát ra. Và bây giờ là những cái nhịp gì? Nhịp hồi phục của Hòa Phát. Thì trong những cái lần mà mình chia sẻ thì nó có cái biên độ là từ 46 giờ đến 48. Thì sau khi mà 46 48 thì nó sẽ có một nhịp hồi. Còn bây giờ đang đo cái nhịp hồi nó như thế nào thôi. Thì có thể sử dụng Fibonacci nè. Anh chị và các bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc là một hệ thống cái đường EMA. Thì đây nó rất rõ là nó quanh đâu đó khoảng là EMA thì nó quanh đâu đó khoảng 51 ít. Thì các bạn có thể lưu ý vùng 51 ít để các bạn, nếu các bạn đang kẹp thì cần bán thì ok chờ vùng giá này bán. Còn các bạn nào mà đang muốn mua thì nên chờ giá phải qua đáy thì mình mới biết đâu, phải đi qua vùng đáy đã thì mình mới biết đó là đáy. Còn bây giờ đừng có mua sớm, đừng có mua sớm, đừng giao dịch gì cả. Hoa Sen thì sao? Thực ra trong cái mình sắt thép á, chỉ có mỗi Hòa Phát bây giờ nó có lợi thế cạnh tranh rất rõ ràng trong giai đoạn mà biến động giá về giá sắt thép, về giá nguyên liệu đầu vào lẫn đầu ra rất là mạnh mẽ, thì chỉ nên tập trung vào những doanh nghiệp nào có lợi thế theo quy mô thôi. Hòa Phát thì nó sẽ mang lại lợi thế cho các bạn khi mà các bạn value investing được đó, một Hòa Phát. Rồi dẫn đến xuống dưới thì hầu như là không còn nhiều nhiều nhóm ngành mà nó hấp dẫn. Thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là vậy nhóm bất động sản thì sao? Mình review hết tất cả nhóm ngành luôn cho mọi người có một cái góc nhìn là rõ ràng nhất về 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 từng nhóm ngành khi mà tham gia thị trường luôn. Ví dụ mình review nhóm ngành bất động sản đi. Bất động sản ở đây, bất động sản ở đây thì mình sẽ tập trung vào những cái doanh nghiệp mà có thanh khoản cao trong mấy ngày vừa qua. Thì các bạn thấy nào, khi mình review nhóm thanh khoản cao nhất trong ngày hôm nay là DG, của nhóm bất động sản là DG. Thì DG các bạn xem xét T cộng 3 nè, T cộng 4 nè. Thì mình đã từng chia sẻ rồi, thật sự là mình đã từng chia sẻ DG trên chương trình của nhịp độ thị trường này rồi. Vừa mình nói là nó như theo window, và thực ra là mọi người đừng có hưng phấn mọi người mua đồ theo, hãy nên biết những lúc mà hưng phấn là lúc nên bán. Và bây giờ nó thì nó đó là quá trình gì, quá trình đảo chiều đã và đang xuất hiện. Tất nhiên là trend ở đây thì mọi người thấy là giảm sàn, mọi người nó gãy trend, thực ra bản chất là cái trend dài ấy, thì nó chưa chưa gãy, nó chỉ có dấu hiệu tạo đỉnh thôi và đang điều chỉnh đó, dấu hiệu tạo đỉnh và đang điều chỉnh. Còn quá trình điều chỉnh nó có chuyển thành quá trình là đảo chiều hay không, cái đó cần phải quan sát thêm. Nhưng mà một phiên, hai phiên, ba phiên thì nó cũng khá đau đấy. Đối với nhóm một là DG, cổ phiếu thứ hai là giảm mạnh mẽ nè, trong 3 phiên vừa qua là giảm 10% nè, là KBC nè. Hôm nay là KBC giảm từ bên trên giảm về đến đây thì mọi người thấy là giảm rất là mạnh đúng không, mạnh chứ. 54 mà giảm về 54, 55 mà giảm về 48, 45, 48 là rất kinh khủng. Nên là mọi người phải trong giao dịch trong ngắn hạn thì mọi người phải set set up cái gì? Vũ khí quan trọng nhất là stop loss để giao dịch nó an toàn được đó, để nó giao dịch an toàn được. Bên công ty đang có chương trình là cho các anh chị, các thành viên trong Zoom á, nhịp độ thị trường có cơ hội nhận được voucher giảm giá 25% khóa học V-Trade của VND nha. Thì các bạn nào mà quan tâm á, thì để lại email hoặc số điện thoại trong phần chat,
thì sẽ được các bạn bên các bạn hỗ trợ cho và chat trực tiếp với mọi người, thì các bạn để lại email thì sẽ được nhận cái voucher đó để giảm. Thì mình nghĩ là nên học, tại vì các bạn biết xong trong quá trình đầu tư hoặc giao dịch đó, một là các bạn phải có tiền, thứ hai các bạn phải có năng lực đầu tư, thứ ba mới xem xét đến là môi trường, tức là những người đồng hành cùng, rồi những nơi mà các bạn sinh hoạt, xây dựng nếp sống, kỷ luật các kiểu để giao dịch. Thì cái đầu tiên mình phải có kiến thức đã để mình hiểu những gì người ta nói, những gì người ta chia sẻ, hoặc là những cái xu thế, những cái điều kiện của thị trường đó. Nên học đó là góc nhìn của mình. Rồi quay trở lại thị trường là nhóm bất động sản, thì các bạn thấy là KBC giảm nè, KBC tính là 10 ngày vừa qua, 3 ngày vừa qua giảm 10%. FLC là đang có xu thế tăng mạnh nhưng cũng giảm hai phiên luôn, các bạn thấy không? Một phiên giảm 6%, một phiên giảm 5%, và đến hôm nay thị trường hồi phục lên, FLC cũng không hồi phục luôn. Thì nó dẫn đến gì? Bất động sản đang trạng thái quá nóng. Bất động sản đang ở trạng thái quá nóng và dẫn đến là mọi người phải phải xong. Nó không phải là nóng đối với những cổ phiếu mà bình cổ phiếu có nền tảng tốt, nhưng mà nó nóng đối với một số cách thức định giá không phù hợp trong giai đoạn hiện còn vừa qua. Tức là nhiều người là cứ xét quỹ đất của doanh nghiệp và so sánh tăng giá, rồi cộng dồn vô tính là NAV của doanh nghiệp và tính là giá của cổ phiếu, thì nó rất nhiều cái trường hợp nó rất là ảo và nó không tập trung vào core chính. Nên là mình bị FOMO theo cái xu thế tăng của cổ phiếu rất là nhiều, mà FOMO theo đám đông. Ví dụ là Long Điền nè, các bạn thấy không? Long Điền gãy một phát một là đi rất là nhanh luôn. Nên trong giao dịch sống càng lâu thì sẽ càng hiểu được một câu là đừng bao giờ để mất tiền. Thay vì các bạn xông lên một cơ hội giao dịch thì các bạn nghĩ là trước mắt khi xông lên đó mình có rủi ro về mất tiền không, thì đây sẽ thấy là nhóm bất động sản đang có rủi ro mất tiền rất nhiều. Tất nhiên là nó đang giảm về vùng hỗ trợ rất hấp dẫn, và ở dưới đây các bạn sẽ thấy một số cổ phiếu tăng lên xe nè, CKG nè, hoặc là bên đây là sale vẫn tăng nè, hoặc là bên đây là SSC nè. Bản thân ở những doanh nghiệp này thật sự là hoạt động nền tảng, có nền tảng rõ ràng nên bứt phá trở lại dễ dàng. Thì việc là chọn lọc giữa một danh sách rất nhiều cổ phiếu bất động sản đây để ra được những nghiệp thật sự nó phù hợp cho các bạn, đó cần gì? Đó cần kiến thức, đó cần kiến thức và năng lực đầu tư của các bạn về chọn cơ hội đầu tư. Thì đó là cái góc nhìn chia sẻ của mình. Thì ở đây thì thấy là nguyên nhóm ngành này nó rủi ro nhiều, nên dẫn đến là mọi người đừng có giao dịch cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn ngắn hạn. Hãy nên tìm kiếm nhóm mạnh nhất. Vậy các bạn sẽ là đầu khoản nhóm nào mạnh nhất? Các bạn có thấy không, nhóm nào mạnh nhất? Mình thấy một nhóm rất mạnh, nhóm gì? Nhóm chứng khoán. Vindi nè, Vindi tăng từ 55, vượt cản vùng 55 tăng đến đây. Đây mình sẽ bật nhóm chứng khoán cho mọi người coi. Chứng khoán hôm nay nhá, chứng khoán hôm nay thanh khoản cao, SI tăng 7%, SS tăng 5.26%, Vindi tăng 6.89%. Ba cổ phiếu mà hai cổ phiếu tăng vốn, ba cổ phiếu tăng, hai cổ phiếu tăng vốn, và các bạn có tay cộng ba nè, nhưng cổ phiếu vẫn lời. SI lời 6%, Vini lời gần 4%. Nếu tính T cộng 4 thì SI lời 13%, đây lời 7%. Vậy nếu mà xét ra quán quân của T3 là VG và SI, thì đây có VG, đây có VG thì đang tăng. VG thì là cổ phiếu penny nè, đang đạt tăng mạnh nè. Đây VG nè, rồi APG nè, An Phát nè, cũng cổ phiếu penny đang như là tăng mạnh nè, và có Vinding. Rồi dưới sẽ có một số cổ phiếu khác nữa như là ART nè, VIX nè, tức là một số penny hoặc mid thuộc nhóm chứng khoán mà nó cũng sẽ có lực đẩy rất mạnh. Nhưng không phải tất cả đều lên, những cổ phiếu mà doanh nghiệp yếu đó, nó vẫn giảm. Doanh nghiệp yếu nó vẫn giảm. Ví dụ đây các bạn sẽ thấy là ABS là một cổ phiếu có đà tăng rất mạnh mẽ trong thời gian qua, nguyên một tăng rất mạnh mẽ. Làm bữa thậm chí là hôm ngày 10 18 tháng 11 khi mà đáo hạn phái sinh á, thậm chí ABS vẫn đang tăng xe mà.
đến ngày 19 thì còn giảm có tí à, giảm có 4%. Ngày hôm sau mới giảm mạnh là sàn, hôm nay thì luôn chân. Tức là giảm mạnh nhất là giảm 10%. Và sau đó giảm toàn tự lên cho một số công ty khoát khác là do hôm nay có hồi lên nên mới giảm đỡ lại. Vậy T cộng 4, T cộng 4 thì sao? T cộng 4 thì sẽ có là VGSI, HBS, ART, ABG, VND. Thì nếu như các bạn nào mà giao dịch cổ phiếu nhóm chứng khoán á, thì các bạn phải lưu ý là T cộng 4. T cộng 4 thì nó sẽ có là qua đỉnh. Ví dụ đây là T cộng 4 nè. T1, T2, T3, T4, T cộng 4. Thì ở đây nó sẽ bỏ qua đợt nhiễu đây và những cổ phiếu nào vẫn vượt được cái đỉnh đó và duy trì đà tăng thì nó sẽ là mạnh. Ví dụ VG nè. VG nè. Còn những cổ phiếu nào mà nó chạm vùng đó, chạm vùng nó suy giảm xuống, nó đang hồi phục lên, ví dụ ORS này, các bạn thấy nó sẽ yếu liền. Đây, đó, đẹp 4 này, nó sẽ bị yếu liền. Đó là cách, nó là cách để các bạn so sánh trạng thái của các cổ phiếu trong cùng ngành. Thì khi mà thực ra là quán quân của việc là giao dịch đối với nhóm nhóm chứng khoán đó, cơ hội lớn nhất nó sẽ đến từ việc là hai cổ phiếu thanh khoản cao nhất và có cơ hội tăng vốn. Tại vì bây giờ nó bị giới hạn về việc là tăng vốn của thị trường, giới hạn về việc là cung cấp margin rồi, bắt buộc các công ty chứng khoán phải tăng vốn thì mới gì thì mới cung cấp margin thêm được. Tại trong giai đoạn một thị trường giao dịch đâu đâu đó khoảng là có những phiên giao dịch 2.5 tỷ đô chỉ sau mỗi Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á và vượt Singapore luôn, thì bạn thấy là cái mức độ tăng trưởng, cái mức độ mà nhà đầu tư mới gia nhập thị trường rất rất nhiều, rất rất nhiều, và nó cơ hội, nó là thiên thời của nhóm chứng khoán. Vậy những doanh nghiệp nào lớn, những doanh nghiệp nào có nền tảng công nghệ và những doanh nghiệp nào được gọi là tranh thủ tăng vốn được, tức là đi tắt được á, thì đó là VND, thứ hai là SI đang tranh thủ tăng vốn được. HCM thì bị giới hạn bởi vốn cổ đông, vốn cổ đông có liên quan đến vốn cổ đông nhà nước nên HCM cái đà tăng nó không mạnh. Còn các bạn quay qua đây, các bạn thấy đà tăng của Vindi, các bạn thấy ấn tượng không? Cực kỳ ấn tượng. Cực ấn tượng. Tăng đâu đó khoảng 50 mà lên đây là 80 rồi, tăng 60% trong một thời gian có một hôm, có một tháng, chính xác là một tháng luôn. Rồi SS là cũng kiểu kiểu như vậy. Mà mạnh nhất là Vindi xong đến SI. Nếu xét ra, đó, SI đang giai đoạn bùng nổ sau thông tin tăng vốn. Đó là một số chia sẻ của mình về nhóm mạnh nhất. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là đi giải đáp các câu hỏi của mọi người trong thời gian qua, thì để coi là những cái chia sẻ đó hỗ trợ mọi người được như thế nào trong quá trình giao dịch. Rồi thì mình sẽ điền tin lại những cái từ đầu nhé. Bạn Bảo Trung hỏi về cổ phiếu SAM, FLC, SSC giữ được không? Ví dụ SAM, khi mà các bạn giao dịch SAM á, các bạn phải hiểu một điều như vậy nè. Các bạn giao dịch cổ phiếu SAM thì đơn giản các bạn phải hiểu là vì sao các bạn giao dịch cổ phiếu này, đúng không? Vì sao các bạn giao dịch cổ phiếu này? SAM đơn thuần là cuộc chơi gì? Đầu cơ giá. Và quý 3 vừa rồi lợi nhuận của SAM đến từ đầu tư tài chính, đầu tư tài chính nhiều, nên trong trường hợp này là vị thế của mình là nó qua rồi. Đây là có vị thế đảo chiều nè và confirm đảo nè, thì đà này sẽ là đà giảm. Nên trong trường hợp này á, bạn hỏi mình là Sam như bán sàn làm cách nào để bán được, thì nếu quyết tâm thì đủ lực bán thôi, chứ mình không biết như thế nào nữa. Chẳng hạn là khi mà giao dịch những cổ phiếu này thì khi mà sàn mà có thanh khoản thì ưu tiên phải bán thôi. Còn trường hợp đặt ra là do mình hành động sai nên nó sẽ dẫn đến một chuỗi các việc sai, sau đó nếu như mình bán xong mà nó dội lên trần thì mình sẽ làm gì? Mình có mua lại không? Bạn mua lại xong nó không kịp tên, nó là giảm xuống nữa, thì lúc đó nó lại xảy ra tình huống gì? Tức là nó sẽ có gọi là luân phiên sai, tiếp chuỗi nó sai. Nên trong giao dịch đó, người ta cần là gì? Cần những lúc nên hành động, buộc phải hành động. Còn qua điểm đó là rất khó để mà đưa ra cái quyết định là nên làm gì. Tại vì nó sẽ xảy ra tâm lý trong giao dịch rất là nhiều. Nên là cái này là cái chuyện mình chia sẻ thật sự. Sam nếu thật sự là mua bán cứ kê ra sàn
thể đẳng cấp, tại vì cổ phiếu dù cho nhốt sàn nhưng vẫn giao dịch khoảng 2 triệu cổ phiếu một phiên mà hoàn toàn có thể bán được. Vấn đề là khi bán ra xong nó dội lên thì mình có bị tâm lý không, là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo là liên quan FLC. FLC cũng y chang vậy, khi mà giá giảm 2 phiên về từ vùng đỉnh là 16.5 về đến bây giờ là 14.7 thì tính là giảm 1.7, giá là giảm khoảng hơn 10%, hơn 10%, họ giữ được không? Thật sự là hỏi câu hỏi giữ được không rất khó. Nếu bạn mua dưới đây, nếu các bạn mua dưới đây giữ bình thường, nếu các bạn mua dưới đây giữ bình thường, mua vùng giá gì, giá 12 đến 13 các bạn giữ bình thường. Chứ còn nếu như các bạn mua vùng ở trên đây, mua vùng trên 16 thì ưu tiên của mình sẽ nhắc mọi người là hãy bảo vệ tiền cổ phiếu, bất kỳ cổ phiếu nào các bạn đang lỗ thì hãy tập trung bảo vệ tiền, hãy tập trung bảo vệ tiền để còn tiền còn cơ hội. Đó là FLC. Nên là đối với trường hợp này thì đặt ra câu hỏi là bạn mua giá nào, nếu đang lỗ thì hãy tập trung bảo vệ tiền, còn nếu đang lời thì thật ra xu thế của FLC vẫn có lên về mặt chung và dài hạn, vẫn có lên về mặt chung và dài hạn. Nhưng thực ra là những cổ phiếu đầu cơ như vậy nè, dòng tiền nó đến và dòng tiền nó đi rất là nhanh, dòng tiền nó đến và dòng tiền nó đi rất là nhanh, nên mình cứ ưu tiên là có lời phải chốt, có lời phải chốt với nhóm nhóm có tính chất đầu cơ cao là được. Có một cái câu hỏi rất là hay của cái SC. SC thì các bạn thấy là nó khác với lại SAM, với lại khác với lại FLC, là sau quá trình giảm của SC thì bật lại xe luôn. Tức là đây sao? Khi thị trường hồi, ok, cổ phiếu này hồi liền. Tại vì đơn giản cổ phiếu này có câu chuyện về cơ bản nên nó mới hồi lên nhanh được. Vậy khi mà như vậy xong, với câu hỏi của bạn là họ giữ được không? Mình nó giữ được. Và hoàn toàn các bạn có thể đầu tư đối với cổ phiếu SC được. Mua lúc rẻ, hồi lên trở lại bán, giảm giá vốn. Đó là một cách trading. Rồi mua theo xu hướng cũng được, khi mà giá trong quá trình tái tích lũy lại, các bạn phải chờ quá trình tái tích lũy lại để các bạn giao dịch. Rồi mua theo tích sản hàng tháng mua cũng được. Đối với cổ phiếu cơ bản thì có rất nhiều cách để các bạn giao dịch, miễn sao hãy chọn cái cách giao dịch cho nó đừng bị lỗ là được. Đừng bị lỗ là được. Nên là đối với trạng thái cổ phiếu ESC giao dịch được, giao dịch theo định giá biên an toàn được, giao dịch theo xu hướng, chờ quá trình tái tích lũy lại để thành điểm mua theo xu hướng rồi hãy giao dịch. Rồi nếu mà các bạn đang ở vị thế lỗ khi mua trên cao đây thì hãy chờ những cái nhịp hồi phục để bán ra và chờ vùng giá khi mà điều chỉnh trở lại giảm, nó hình thành kênh giá, nó hình thành kênh giá như vậy nè, nó hình thành kênh giá như vậy nè, thì lúc đó các bạn có thể là giảm cho vốn được. Nó quá trình tích lũy lại, đây là quá trình tích lũy lại thì các bạn giảm cho vốn được. Thì đó là cái chia sẻ của mình về ESC. QNS để mua. QNS đang bắt đầu xuống lên, đang bắt đầu xuống lên, nhưng các bạn lưu ý nè, đối với khung tuần đó, nó sẽ có thể xảy ra rủi ro là nó có thể là phân kỳ nha, nó sẽ có rủi ro là phân kỳ giá, nên là hết sức thận trọng khi mà thanh khoản tăng mà giá không thực sự tăng nhiều. Nhưng nếu thì một cái nến giảm đó, nến giảm tuần đó, thì các bạn lưu ý là nó sẽ confirm cái đà giảm này. Còn nếu mà khung ngày thì các bạn thấy là ok, nó đang trong giai đoạn là thúc đẩy tăng giá ngắn hạn nhưng lực nó yếu, nhưng lực của FPT yếu, của QNS yếu so sánh với các cổ phiếu khác trong vùng ngành. Thì các bạn thấy ví dụ như là LSS, LSS các bạn thấy khung tuần khung tháng đều đang rất mạnh đúng không? LSS khung tuần khung tháng đều đang rất mạnh, rồi đến là LSF là khung tuần khung tháng rồi. Xong đến là SBT cũng điều chỉnh nè, điều chỉnh 2 phiên nè, mà khung tuần thì mới bắt đầu, khung tháng cũng mới bắt đầu, nên đây là cơ hội gì đối với SBT. Rồi đối với cổ phiếu như là SLS là Mỹ Linh Sơn La thì các bạn cũng thấy là khung tuần nè đi ngang nè, khung ngày nè đi ngang luôn, thì dẫn đến là sau khi xét ra thì thấy 2 cổ phiếu là SLS với lại QNS thì không hấp dẫn. QNS thì có rủi ro, SLS thì không có cơ hội giao dịch. Thì dẫn đến còn lại gì? Còn lại mỗi là LSF và SBT, LSF và SBT. Nên các bạn hoàn toàn tùy chọn. Như tại sao mình nói các bạn bạn Lan Anh hỏi cổ phiếu QNS mà mình nói cả cổ phiếu ngành đường, tại vì cổ phiếu ngành đường đang có cơ hội thật.
Tại vì giá bán các anh chị mà đi mua đường ngoài chợ, các bạn sẽ thấy giá bán đường càng đang ngày càng cao lên rất nhiều, đang tăng rất nhiều, và các doanh nghiệp bán đường, sản xuất đường và bán đường này là mùa kinh doanh chính của nó, là mùa sản xuất là quý 3 và mùa bán đường là mùa quý 4. Quý 4 thì liên quan đến sản xuất cả nền kinh tế Việt Nam đều có nhu cầu sử dụng đường rất là nhiều. Đó thì mình chia sẻ về FPT là như thế. Rồi tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Phúc cho hỏi trường mua SMSB, Tiên Phong Bank, SI, thì mình xin phép trả lời đây luôn nhé. Đối với câu hỏi MSB, MSB và Tiên Phong Bank á, thì đang là hai cổ phiếu này đang có đà mạnh hơn so với nhóm ngành, cổ phiếu nhóm ngành chung, thì việc của bạn là nên chờ quá trình điều chỉnh xảy ra rồi hãy mua. Tại vì những cái phiên tăng giá như vậy thì khi bị thấy bạn mua mua mới thì nó sẽ có những người đang lời 10 từ từ 10 khoảng 10% đi, thì họ sẵn sàng chốt lời bất cứ lúc nào mà nó dễ rơi vào điều chỉnh. Nên đối với MSB hoặc Tiên Phong Bank thì bạn nên chờ điều chỉnh hãy giao dịch, nên chờ quá trình điều chỉnh xảy ra rồi hãy giao dịch. Rồi đối với SI thì sao? SI thì đang trong bắt đầu đà tăng và tăng này, bắt đầu hình thành từ từ khi công bố thông tin tăng vốn từ ngày 18 tháng 11 cho đến bây giờ, thì hoàn toàn các bạn có thể là canh canh điểm để mà vào. Đó đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Phúc. Bạn Bùi Đức Thiện, triển vọng của ngành nhựa. Ngành nhựa thì anh không rành lắm đâu, mình coi xuống giá thôi. Xuống giá thì đến bây giờ thì lẽ ra đà tăng của A nó sẽ hình thành và nó thúc đẩy lên tiếp, nhưng mà do điều kiện thị trường nên cổ phiếu cần tích lũy lại, và do nên dòng tiền thoát ra khỏi cổ phiếu A nó rất là nhiều, nên quá trình này sẽ khá lâu và khá tốn thời gian, và thậm chí nhiều khi là mô hình thì sẽ fail luôn. Nên hồi lên là để cho một người chờ bán hơn là mua vàng, hồi lên là để cho người chờ bán đối với A hơn là mua vàng. Và các bạn để ý nè, thanh khoản rất là thấp trong một ngày tăng giá mà thanh khoản cao trong những ngày giảm giá, thì mình phải lưu ý chuyện đó. BMB không lớn, kênh sideways chưa thoát khỏi sideways, và dẫn đến là trạng thái ngắn hạn này không phải là cơ hội giao dịch. Đó, chia sẻ của mình về BMB. Bạn Long Nguyễn có hỏi là anh cho biết nhận định về nhóm bank và TCB MBB. Từ đầu anh đã phân tích về nhóm bank rồi. Long Nguyễn có thể xem lại cái video nội dung lúc đầu mình chia sẻ về nhóm bank. Còn đối với trường hợp của TCB và MBB thì trong quá trình mình chia sẻ mình cũng có hướng dẫn một cách so sánh về sức mạnh giá của TCB và MBB so với các cổ phiếu khác ngân hàng, và hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu yếu, khá yếu trong ngân hàng là MB nè, TCB là MBB nè. Tốt nhất là không nên giao dịch lúc này, cổ phiếu đi ngang thì không có cơ hội. Rồi bạn Nông Khánh Huyền thì có hỏi mình là tư vấn về trường giữ đối với LHG và BVT. Đối với LHG thì anh chia sẻ thông tin như vậy, LHG có đặc thù là tất nhiên là vị trí bất động sản công nghiệp của LHG nó khá gần Hồ Chí Minh và giá cho thuê rất cao, nhưng cái yếu tố để các bạn đầu tư vào LHG nó phải liên quan việc là có dự án mới không và hạch toán nó như thế nào. Thì trong quý 1 thì nó xuất hiện cái khoản phải thu, không phải cái khoản người mua trả tiền trước, tức là người đăng ký thuê đất đó, ở Long Hậu rất là nhiều. Thì đến quý 2 thì mọi người thấy là quý 2 thì Long Hậu báo cáo lời rất kinh, nhưng đến hiện tại thì nó hình thành đà giảm. Tới đến giảm xong Long Hậu hạch toán một lần một trong xuyên suốt vòng đời dự án vào một quý, thì dẫn đến đột biến lợi nhuận và dẫn đến năm nó lợi nhuận rất là tốt. Còn những giai đoạn sau thì nó không hạch toán nữa, nó không còn gì để hạch toán nữa, nên cái khúc ngon nhất thì là khúc này, còn khúc phía sau này chẳng còn gì hết. Và về bản chất ấy, là cổ phiếu này đã gãy xu hướng trung hạn rồi, nên cổ phiếu Long Hậu hồi lên là để bán, và đây không phải là cơ hội giao dịch. Và nếu như từ đầu mà trong những bộ mà trước đó, mà mọi người có hỏi về Long Hậu thì mình sẽ cũng chia sẻ luôn, đây không phải là cơ hội giao dịch. Rồi cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu BVT. BVT thì liên quan đến là vừa có tính chất là nhóm cổ phiếu dầu khí dẫn đến là đà giảm mạnh này, vừa liên quan đến là nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi xu hướng là bởi giá thuê tàu, giá thuê tàu. Thì các kết quả doanh của BVT đang rất là tốt, rất tích cực, các bạn hoàn toàn có thể lên đây.
stop các bạn ấn BBT, nó sẽ ra khá nhiều thông tin về BBT cho các bạn. Ví dụ đây nó sẽ ra là thông tin là định giá của doanh nghiệp nè, định giá doanh nghiệp là P đang 10.10 chấm nè, tỷ suất cổ tức 1.5%, EPS là 2.200 nè. Đó, rồi xuống đây thì các bạn thấy là cái mức độ vị thế doanh nghiệp là trong vận tải xăng dầu thì rất là cao. Vị thế doanh nghiệp là 7 nè, sức khỏe tài chính là 8 nè. Cam kết với cổ đông là chia cổ tức cho cổ đông rất là ổn nè, khả năng sinh lời thấp. Đó, tăng trưởng tăng trưởng 5, tức là ở mức là trung bình. Khi mà tổng hợp lại đây thì mọi người thấy rồi 5.8 là mức độ trung bình. Trung bình thì bây giờ bắt đầu mình qua mình coi coi xuống cổ phiếu này thì mình thấy là về mặt dài hạn nha, xuống đang lên. Về mặt trung hạn thì đang có dấu hiệu suy yếu dần, đang có dấu hiệu suy yếu dần. Hôm bữa khi mình vẽ đây thì nó có một cái khả năng là nó có vượt đỉnh không, nhưng mà cổ phiếu sao không gặp đúng thời điểm thị trường nên nhớ suy suy giảm là xuống, thì nó sẽ còn cái cân trung hạn, là nó sẽ còn cân giá trung hạn là như sau. Và mọi người cứ follow theo kênh giá trung hạn này, đây đây là kênh giá trung hạn cổ phiếu, và các bạn follow theo kênh giá trung hạn này để các bạn giao dịch đối với BBT. Đây là cách vẽ follow kênh giá trung hạn này đó. Vùng này là vùng giữ có thể mua được, và hồi lên đến vùng từ nửa bên trên này trở lên thì các bạn phải canh chờ bán đó. Đó là đối với BBT. Bạn Thúy Hằng có hỏi về hai cổ phiếu ngân hàng là BAB. Chiều giữ ok, vẫn đang giữ được tại vì mới bắt đầu hình thành, và trạng thái này là trạng thái ít có rủi ro, tức là đang bắt đầu hình thành được xuống từ vùng tích lũy nên cái đà này sẽ có, nhưng mà nó sẽ có một vấn đề phát sinh về nó. Vấn đề phát sinh về nó. Đây là cổ phiếu rất nhỏ trong ngân hàng phải không ta? BAB, sorry mọi người, để mình check lại, không phải BAB là ngân hàng, đúng là ngân hàng Bắc An. Và thuần túy á, là trong ngân hàng, trong nhóm ngân hàng và cổ phiếu này nếu có giao dịch thì bản chất nó là chỉ giao dịch đầu cơ thôi, nên là khi giao dịch mọi người phải lưu ý nha. Trong ngân hàng cũng ngân hàng DIS, ngân hàng DAS, nghĩa là đối với cổ phiếu BAB này thuần túy các bạn đầu cơ giá, nên nếu như có biến động về rủi ro giá thì các bạn phải bán đi, phải bán. Rồi BVB với ngân hàng khác mình không nhớ tên đâu, BVB cổ phiếu ngân hàng bảng Việt. Thì đang mạnh hơn so với chỉ số ngành, đây đang mạnh hơn so với chỉ số ngành tháng 8 nè, đó đang mạnh hơn và dần dần tiếp cận lại cái vùng đỉnh đỉnh cũ của nó là vùng 28. Đây là vùng 20 20 25 đã qua rồi thì tiếp cận vùng 28, thì triển vọng xuống của này có triển vọng xuống này đang hình thành, và dòng tiền vào và giá vẫn tăng, dòng tiền vào giá vẫn tăng, nên đây là cơ hội các bạn có thể nắm giữ cổ phiếu VVB được, ngân hàng được. Và chiều giữ HHV mới bắt đầu hình thành xu hướng thôi, nên là hoàn toàn có thể nắm giữ và mua ở vùng hỗ trợ này được, nắm giữ và mua vùng hỗ trợ được, xu hướng thì mới bắt đầu hình thành, hoàn toàn có thể follow và nắm giữ tiếp tục đối với HHV. Khi mà nhu cầu đầu tư công của chính phủ để gọi là thực hiện chính sách tài khoá mở rộng, thúc đẩy đà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế là có, và HHV là một trong những doanh nghiệp sẽ nhận được rất nhiều lợi thế ở đây, nên về mặt xuống giá cũng đang bắt đầu hình thành quá trình điều chỉnh trở lại cái kênh giá và bắt đầu bật lên trở lại. Thì mà follow đối với trường hợp HHV để chuyển hóa cơ hội thành lợi nhuận nếu có. Bạn TH hỏi mình về CMDF. CMF đây, cổ phiếu CMF. CMF thì mình có chia sẻ nhiều lần với mọi người rồi. CMF mình thật sự là mình đã chia sẻ nhiều lần với mọi người rồi, là đây là những cái kênh giá của CMF là 48, 50, 52 nè. Ví dụ hôm bữa, hôm hôm qua thì mình có mua lại vùng 48 và bây giờ đang bật lên vùng lại vùng 51, thì mình chờ có thể là vùng 52. 52, 525 thì mình sẽ swing window. Còn nếu như vẫn bật lên mà thành trend tăng trở lại, ví dụ đà tăng trở lại như trên đây thì ok, nó sẽ tiếp tục đà tăng xu hướng. Thì cái việc lý do gì để mình giao dịch cổ phiếu này thì đơn giản là cái chu kỳ tăng giá, cái chu kỳ về lợi nhuận của CMF đang bắt đầu xuất hiện, chu kỳ tăng trưởng về lợi nhuận của CMF đang bắt đầu xuất hiện từ quý 4 hiện tại so với quý 4 cùng kỳ, nó có khả năng tăng gấp 3 lần về lợi nhuận.
Nên nhớ là đây là một cái điểm rơi về việc là tăng trưởng của CMS. Nên là mình chia sẻ như vậy, hy vọng là đây là cơ hội mà nếu anh chị em có duyệt thì sẽ đánh giá, sẽ nắm bắt được. BVH thì là một cổ phiếu trend yếu, xu hướng yếu và tính là chu kỳ thì chưa có luôn, tính là chưa có về một cái xu thế lớn xuất hiện, nên nhấn là mọi người đừng giao dịch BVH, đây là không phải là cơ hội giao dịch. Rồi cho em hỏi chiều mua TCB và TVB. TCB Techcombank thì mình trả lời luôn là Techcombank không phải là cơ hội giao dịch và không nên mua. TVB cổ phiếu chứng khoán thì đây là cổ phiếu chứng khoán yếu so với trong ngành. Các bạn Kim Kim Trần á, hoàn toàn coi lại cái phần đầu video khi mình review nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng để biết được cái lựa chọn của mình về nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng là các cổ phiếu nào. Ok, cảm ơn bạn. Cho hỏi bạn John Trần cho hỏi ý kiến về chịu giữ của Nam Long và CMF. CMF thì mình vừa chia sẻ xong, còn đối với Nam Long cổ phiếu bất động sản thì mình có lời khuyên mọi người là trong giai đoạn ngắn hạn thì các bạn nên nên cẩn trọng với nhóm nhóm cổ phiếu bất động sản. Tất nhiên là nó sẽ hồi phục, nó tăng lên trở lại tùy tùy cổ phiếu. Những cổ phiếu thật sự tốt, những cổ phiếu thật sự tốt và có dự án hạch toán các kiểu, tức là nó dựa trên pace về lợi nhuận thì Nam Long là một trong những doanh nghiệp đó. Nhưng hãy chờ cho quá trình này điều chỉnh để kết thúc, và trong giai đoạn ngắn hạn thì có nhiều cổ phiếu nó đang có sức bật và đã tăng hơn sau là Nam Long và cổ phiếu bất động sản, nếu các bạn lưu ý chuyện đó đó. Về chịu giữ thì Nam Long nếu mà được thì các bạn cứ chờ hồi lên để các bạn bán. Còn CMS thì mình vừa review rồi. Rồi đối với cổ phiếu tiếp theo của bạn Lê Dũng hỏi về NDN. NDN bản chất bây giờ nó không không phải là một công ty thuần túy bất động sản đâu. Thuần túy của NDN là không còn cái quỹ đất để phát triển nữa, và bây giờ là lấy cái phần tiền á để đi đầu tư tài chính nhiều hơn, và đầu tư tài chính thì chủ yếu tập trung vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì các bạn hoàn toàn có thể đọc báo cáo tài chính để ra được cái danh mục đầu tư của NDN để đánh giá nó hiệu quả hay không. Còn đây là các kênh giá mà mình đã xác định đối với NDN, thì các bạn thấy là cản trên cản dưới bật. Các bạn nếu mà các bạn đang lỗ hơn 7% thì hoàn toàn đây là một dịp hồi để các bạn chủ động các bạn bán, nên chủ động stop loss, nên chủ động stop loss, chủ động bán. Thì đây là một dịp hồi thì các bạn có thể canh giá trong ngày mai ngày mốt, nếu nó vẫn duy trì đà tăng trở lại thì ok mình chủ động bán để mình thu hồi phần vốn của mình và mình đi kiếm những cơ hội khác. Đây đối với NDN. Bạn Savio hỏi về HAH, SAI, SGB. SAI thì là mua được, SAI đang trong giai đoạn bùng nổ giá là tăng giá. HAH thì thực ra là có một giai đoạn là các bạn sẽ thấy là nó có một điểm điểm gọi là điểm điểm break out nhưng mà bị fail, mà sau đó thì sao, sau đó thì giá quay lại cái chạm cân hỗ trợ cân dưới là vùng này thì bắt đầu bật lên, thì hoàn toàn các bạn chuyển chiến lược giao dịch từ giao dịch theo xu hướng trở thành giao dịch theo biên độ. Đây là vùng 73, 735 cho đến 745 là vùng cản có thể có của HAH. Thì các bạn có thể mua ở giá vùng này và bán vùng này. Thì trong một báo cáo, trong các báo cáo của công ty chứng khoán đó, thì HAH được vẫn được định giá rất hấp dẫn, tại vì chiến lược kinh doanh của HAH trong giai đoạn này là mua và cho thuê tàu, nên dẫn đến là đảm bảo về lợi nhuận. Nhà các bạn thấy là đảm bảo lợi nhuận trong không những là trong năm 2021 mà hợp đồng còn ký đến năm 2022 nữa. Điểm mạnh nhất của HAH là khả năng sinh lời tốt nhất ngành luôn là 10 điểm. Thì đây các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ thấy ở dưới này là các định giá có thể có quan điểm của chứng khoán đều định giá rất là cao. Ví dụ như SAI là định giá 87 nè, VDS là định giá 80 nè. Và trong giai đoạn vừa qua thì HAH có bán khoảng 2 triệu cổ phiếu, 2 triệu cổ phiếu quỹ, thì với giá 10 là giá vốn thì 2 triệu cổ phiếu quỹ của HAH quanh vùng giá là 70 đi. 70 thì được 140 tỷ, 140 tỷ trừ giá vốn là 20 tỷ thì cũng được khoảng 120 tỷ. 120 tỷ trên cái phần là thì nó dẫn đến là cái thặng dư về EPS của doanh nghiệp này nó phải cộng thêm 2-3k nữa, thì dẫn đến là cái cơ hội thúc đẩy tăng giá trong dài hạn của CMS của HH là vẫn còn, nên mọi người lưu ý phần đó. Rồi đối với cổ phiếu SGB, SGB thì đa số các phối cạn các bạn thấy là mình vẽ sẵn rồi nè,
nó hồi phục từ vùng hỗ trợ thôi, nó đang trong kênh sideways là chính, trong kênh sideways là chính, và các bạn xác định cái vùng window của nó để các bạn giao dịch rồi. Cho họ có thể mua mới cổ phiếu chứng khoán sau phiên nay. Bạn xem lại cái phần mình vừa chia sẻ, những nhóm cổ phiếu mạnh nhất á, mạnh nhất của nhóm chứng khoán, thì ở đó sẽ có các cơ hội giao dịch cho các bạn. Jim User hỏi về Đạt Phương. Đạt Phương thì đến bây giờ thật sự là nếu mà nói về định giá thì trong năm 2022 thì định giá của Đạt Phương còn rất nhiều cơ hội, nhưng mà trong ngắn hạn thì mình thấy rằng á là Đạt Phương là vấn đề là control về cung cầu rất là tốt nha, và xu hướng lên, nên cái đoạn này là đoạn là các bạn giao dịch á, thì hãy nói chung là yên tâm hơn so với cổ phiếu đầu cơ khác, nhưng mà nên hãy hãy có những cái bước là chốt lời dần dần để phần lãi lại cho nó chạy, hơn là mình dồn tiếp tục vốn vô ở vùng cao này. Đó là câu chuyện chia sẻ về Đạt Phương. Còn đối với cổ phiếu KBC thì KBC đang ở vùng hỗ trợ, hoàn toàn có thể các bạn có thể mua được, nhưng mà mình có khuyên là đối với nhóm bất động sản nên chờ sau 2 hoặc 3 phiên nữa các bạn hãy giao dịch. Bạn Warren Buffett nhờ chuyên gia đánh giá cặp TVC. Bạn là chuyên gia Buffett mà bạn cũng hỏi mình tư vấn cổ phiếu à, thì có TVC nè, ok, yếu là trong nhóm chứng khoán nào, nhưng mà vẫn chạm về vùng hỗ trợ rút chân lên. Thì nhóm chứng khoán thì đa số là bây giờ đang có hưởng lợi khá nhiều về cái lưu lượng giao dịch, về cái giá trị giao dịch của hiện tại của thị trường, nên nhớ là nhóm nhóm chứng khoán thì sẽ rút chân rất là nhanh, và tùy từng nhóm thì sẽ vẫn duy trì đà tăng. Ví dụ FPS cũng tăng nè, FPS cũng là một dạng là mới hình thành xu hướng nè, và vẫn duy trì đà tăng so với đỉnh nè. SBS nè, rồi TVB nè, TV thì còn yếu hơn TVC nữa, nên bạn hãy lưu ý là hai cổ phiếu này đều là hai cổ phiếu có xu hướng tăng. TVB và TVC đều có xu hướng tăng, thuộc nhóm ngành chứng khoán là nhóm đang có đà tăng luôn, nhưng hai cổ phiếu này nếu mà xét ra trong nhóm ngành chứng khoán là đang là vị thế yếu so với ngành, vị thế yếu so với ngành, nên dẫn đến một câu kết luận là họ có nên như hai cổ phiếu này không. Mình nghĩ là nên lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm ngành chứng khoán để các bạn giao dịch. CKG là một phiên hồi phục rất là tốt, và đánh giá là CKG nó có những câu chuyện rất rõ ràng và dòng tiền nó vẫn đang có. Thì các bạn nào cần thì các bạn cứ follow theo trend này, đang có và cái lực hồi rất tốt, nhưng lưu ý thanh khoản, lưu ý là thanh khoản hồi lên nhưng thanh khoản thấp, lưu ý hồi lên nhưng thanh khoản thấp, thì nó sẽ dẫn đến là câu câu trả lời là cần phải vượt đỉnh, rồi test lại thì nó mới đủ hấp dẫn. Còn nếu như chạm này mà quay đầu xuống thì mình vẫn té như thường, tại vì thanh khoản này phù hợp rất thấp. Đạt Phương thì mình vừa trả lời rồi. Đối với câu hỏi cuối cùng của bạn Phương Ngô về BLC, BLC gãy trend trung hạn nên bán. Đây, gãy trend trung hạn nên bán. Gãy trend nào, nên bán. BLC nào. Rồi, KSV, mình có một nguyên tắc nha. Bất kỳ cổ phiếu nào gãy trên trung hạn thì mình sẽ tư vấn bán. Bất kỳ cổ phiếu nào gãy trên trung hạn thì mình sẽ tư vấn bán. KHV cũng đang ngấp nghé như vậy, và nếu bạn nắm giữ thì nên chờ hồi phục để bán. Chờ hồi phục để bán. Và dẫn đến là câu hỏi của bạn Phương Ngô là BLC với KHV nếu có hồi về giá, tức là giá tăng lên trở lại, nên canh để bán để stop loss. Rồi câu hỏi cuối cùng là BSI, thì mình sẽ trả lời câu hỏi BSI. BSI đang điều chỉnh đẹp, hồi phục lên trở lại 7.3%, tức là cái xu thế này, xu thế tốt về tháng, về tuần, về ngày, và đây là một phiên, hai phiên giảm đúng không, nhưng phiên này hồi phục cũng rất mạnh, là cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán dầu khí, dẫn đến ở đây cũng là một cơ hội giao dịch. Nói chung có từ chứng khoán là sẽ nào cũng có cơ hội giao dịch, vấn đề là so sánh nó có mạnh hay không, thì mình thấy là nó cũng được ở mức trung bình. Hàng ngày sẽ xếp, nếu xếp về điểm thì nó sẽ cao hơn TVC, TVB về trạng thái giá cổ phiếu. Ok, đó là câu trả lời cuối cùng của mình trong ngày hôm nay. Thì đây mình stop share. Thì hy vọng là những cái thông tin chia sẻ của mình nó hữu ích và giúp cho người trong những ngày giao dịch tiếp theo
là có thể là tìm kiếm được cơ hội lợi nhuận, hoặc là kiểm soát rủi ro. Khoan, có một cái mình cần cảnh báo mọi người là đối với chart của VN-Index thì mọi người phải lưu ý vậy nè. Đây là một nhịp hồi lên, bật lên từ hỗ trợ đúng không? Bật lên từ hỗ trợ rất tốt, nhưng mà mọi người phải lưu ý về thanh khoản. Lưu ý hoàn toàn đặc biệt về thanh khoản. Trong giai đoạn hiện tại, cái quan trọng nhất là nó có xảy ra tình huống như ở đây không? Nó có xảy ra tình huống như ở đây không? Thì mình nghĩ là đối trường này ít khi xảy ra tình huống như ở đây. Ít khi xảy ra tình huống như ở đây. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên cần có kế hoạch về quản trị rủi ro, kế hoạch về phân bổ tỷ trọng để xong để an toàn khi giao dịch. Mình vẫn nhắc mọi người phải an toàn khi giao dịch, hãy lưu ý trạng thái này nhé. Nên ở đây cũng hãy lưu ý trạng thái này để cho quá trình giao dịch của mình an toàn hơn trước khi đi kiếm cơ hội và bảo vệ được tiền. Đó là cái chia sẻ cuối cùng của Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.